Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bùi Giò. Mình đi tàu lao, chào bây đau Trần Hoàng Đại Lâm Bùi Giò. Đây là sân Gò Sòi mới 704 xẹt sau Hương Lâu 2, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kèo ký đội Hoàng Di cọp Gò Sòi. Dương Nhi ký cho Hoàng Di. Bên kia là Nhân Mập 100kg ký cho Xịn Xịn. Xịn Xịn chấp ngực nha các bạn. Kèo này rất cân, rất hay đây. Các bạn hãy chờ xem. Quá hay. Thật sự một pha lắc bóng như rồi quá khó chịu của Xịn Xịn. Nhưng Hoàng Di cập dò như rồi quá hay. Chào đảo. Mỗi khi lên lưới lại là một pha ký không tốt như rồi của Nhân Mập. Lip roll và lip roll. Còn bên đây là các cầu thủ đang ẩn nấp ở đây. Đặc biệt là Úc đẹp trai. Úc đẹp trai. Tương lai của Gò Sòi. Đệ tử của Gơ Tây. Còn bên kia là Mã Cha So. Mã Cha So. Còn xa xa bên kia là Nhân Đầu Vàng đang ngồi bên kia. Nhân Đầu Vàng cũng đang có mặt ở đây. Nhân nhỏ nha đầu vàng. Lại là Hoàng Di trả đũa một pha vừa rồi quá hay. Thật sự một pha vừa rồi chặt nửa cái đầu của Hoàng Di quá hay. 2-0. Lại là Hoàng Di phát bóng ra ngoài. 1-2. Quá hay cho Nhân Mập các bạn ạ. Hoàng Di bóng ra ngoài xa. Ngoài ngoài Nhân ơi. 3-1. Một pha quá khó chịu rồi của Sơn Sẻn. Một đường trẻ vừa sau sau. Đáng tiếc bóng bay ra ngoài trong gang tấc thôi các bạn ạ. 3-1. Bay mùi. Lại là Sảnh Sảnh không qua lưới pha bóng gì rồi. Bốn một. Có cảm giác như Hoàng Di đang bị chóng hơi hơi rồi các bạn à. Lại là một pha kỳ quá khó cho Hoàng Di vừa rồi. 2-4. 2-4. Bi buôn. Lại là một pha chặt nửa đầu của Hoàng Di. 3-4. Bay buôn. Thương hiệu của Hoàng Di. Mới có 3-4 thôi. Hoàng Di đội một trái không qua lưới. Một trái phát bóng ra ngoài. Ok. Thương hiệu ngày nào vẫn còn. Bay buôn. Đẳng cấp thật sự các bạn ơi. Một pha bóng rồi quá đẳng cấp cho Xịn Xịn vừa rồi. Một pha thật sự quá đẳng cấp cho Xịn Xịn. Bốn đều. Bùn bùn. Quá hay. Một pha có thể nói là cố gắng hết sức vừa rồi của Nhân Mập. Lại là một pha quá khó. Quá hay cho Nhân Mập các bạn à. Một buổi chiều Nhân Mập phong độ quá tuyệt vời. Lại là một pha chồng đầu cho Nhân Mập. Vừa rồi bó tay thôi. 5-4. 5-4.
54. Sáu bốn. Sáu bốn. Lại là một pha tự sát không qua lưới vừa rồi của Sensen. Có thể nói nhân mập sau thời gian đi cùng các cầu thủ Gia Lâm, đặc biệt là Tài Nhỏ, Trầm Dên và Chuối, hiện tại bây giờ nhân mập đang rất lên cơ. Khoảng 2-3 năm trước thôi, nhân mập là một chàng trai thư sinh, không biết về banh bóng là thứ gì, còn hiện tại bây giờ lên mái phó luôn rồi, quá ghê. Quá hay cho 73 pha bóng vừa rồi. Đấy mới là thật sự là đẳng cấp pha bóng vừa rồi. 8-4 rồi sân, đấy mới là đẳng cấp vừa rồi. Tranh thủ thời gian Libro và Libro, 135.000 một chai, một trao về mỗi vai gái 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tranh thủ và tranh thủ. Lại là Hoàng Duy cọp rồi, đang quay điện nó lại thôi. Hoàng Duy vừa phát bóng ra ngoài. 58. Lại là Hoàng Duy đánh bóng ra ngoài nữa rồi. 68. Hai quả phát bóng ra ngoài, một quả vô lưới và một quả ra ngoài. Tổng cộng Hoàng Duy nửa xét bành đã qua 4 trận rồi. 68. Quá hay cho nhân mập các bạn à. Có thể nói nhân mập hiện tại bây giờ quá hay rồi. Quá hay cho nhân mập luôn các bạn à. Thật sự không nói điều gì hơn đâu, nhân mập quá hay. 3-4 quả rồi mới nhân mập mới tự thôi các bạn à. Thật sự nhân mập quá hay. Mặc dù pha bóng vừa rồi Sensen đã thua, nhưng nhân mập thật sự quá hay. Với thể trạng và thân hình của anh ấy như thế này, các bạn nhìn thấy không, nhân mập rất béo, cả 100kg nha các bạn. Nhân mập thật hay, rất tuyệt vời. Quá hay cho nhân mập các bạn. Lại là Sensen. Quá hay. Thật sự xét bóng này nhiều pha bóng quá hay. Lại là Hoàng Duy tự sát tại đám lát nữa rồi. 9-7, 7-9. Hai quả phát bóng ra ngoài, hai quả không qua lưới. 7-0 là 7-9. 7-0 rồi các bạn ơi nha. 7-0. Lại là đáng tiếc pha bóng quá đơn giản rồi cho nhân mập. Nhân mập kỳ bóng qua lưới luôn các bạn ạ. 11-7. Đập mui Rambi nghiêng về cho Hoàng Di cập gò sòi. Và 7-3 lại qua khó chịu các bạn à. Một pha chấp ngực rất khó chịu nha các bạn. Hoàng Di phát bóng đi rất khó chịu. Gò sòi mới, gò sòi mới.
tay nó bị thật khớp chỗ làm không chú? Cái tay nó bị chỗ nào? Bị chỗ này nè, tay nó bị tay á. Cái gì cơ? Cái khẽ cái phiểu tay hả? Cái này là chú bị đây nè. Nó đang ở đâu? Bảy lẻ tư sạc sáu hồ lô hai mở lò nhà 704 sạc sáu hồ lô hai qua đi cho chú coi, chú lắc được giờ chú lắc vô cho chở nó qua đi, chú lắc vô được chú lắc vô cho kẹo em chú anh Tài ơi, kẹo em mới vô anh xỉn cái ai chơi rồi đó. 704 sạc bo sạc sáu hồ lô hai sân bóng gò sòi mới á. 704 sạc sáu hồ lô hai thôi, chạy 704 chạy vô chừng 200-300 mét tới sân banh gò sòi mới rồi. Để chú nhắn tin qua cho. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến hết. Xin chúc mừng Hoàng Duy và Bảy Ba vào bờ rất an toàn và an toàn. Các bạn thấy hay nhớ share và like, share. Cảm ơn các bạn rất nhiều.